Hello, xin chào mọi người. Nay thì sẽ giới thiệu cho anh em con game bài Equine. Con game này thì khỏi phải giới thiệu, mọi người đủ hiểu cái độ uy tín và đẳng cấp của nó ở quốc tế rồi đúng không? Đấy. Thì mình sẽ tham gia thử cái trò chơi slot bóng đá với số vốn 5M là rất là ok. Hiện tại của nó mình để phía dưới phần mô tả hoặc phần bình luận nha. Mọi người có thể trải nghiệm thử. Rồi, slot bóng đá bắt đầu. Cầu thủ đi cược 500.000 à, 500 lớn quá, 250.000 thôi. Rồi auto xem clip này may mắn hay không, trò này thì chả có mẹo gì đâu, mọi người cứ vô và quay thôi, game cho mọi người ăn thì ăn. Ok, mời mọi người xem clip nha. Ready to explore right in the sky. I need you tonight.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.